nhiều là được. Nhưng mà em mong muốn bạn trai cao mét bao nhiêu? Dạ, em bản thân em cao 1m65 rồi. Bạn đó có thể là cao 67 hoặc trở lên. 67 đổ lên dạ, ha. Dạ, cao 1m72 chị Vân ơi. 72. Rồi, vậy dạ rồi, 1m72. Bây giờ bạn gái nói như vậy thì em cảm giác là em có khoảng bao nhiêu phần trăm để đáp ứng bên đó? À, nếu như mà những yêu cầu của bạn nữ bên kia thì em có thể là em sẽ được 70-80%. Anh ơi, anh có biết nấu ăn không anh? À, có biết em. Chứ em nấu ăn là tại lớp. Không sao, từ từ rồi cũng sẽ nấu tốt thôi. Vậy ví dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em lặt rau, em rửa chén cho. Cũng được em. Chào em. Dạ, chào chị. Rồi vậy thì em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Bạn nữ của em muốn tìm á, biết chia sẻ. Và đặc biệt em cần một điều là cái đạo đức. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Dạ, người để em có thể là thần tượng nhiều nhất á, thì đó là chị Mỹ Tâm. Cái tâm làm nghề của chị. Và thứ hai nữa là cái giọng hát của chị rất là hay. Em hát được nổi giống Mỹ Tâm không em? Có biết hát không? Em hát không hay nhưng mà em hát, em hay hát. À vậy hả? Vậy dạ. Chúc em hát cho anh nghe thử nghe. Dạ. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với chị gái và cháu của em. Chào em Linh với chào chị Hồng Vân. Dạ nói về Trinh á thì sống rất là tình cảm. Mời bạn trai. Em giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Nguyễn Thị Tú Trinh. Năm nay em 31 tuổi, quê của em ở An Giang. Dạ em đang làm ở Bình Dương. Dạ em là nhân viên văn phòng. Rồi mời đàn trai. Chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào bạn nữ bên kia. Chào đại diện hai bên gia đình. Em tên đầy đủ là Phạm Văn Sinh, 34 tuổi và em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Sinh đang làm gì? Dạ nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dạ em đang làm một công ty sản xuất dược phẩm ở Biên Hòa, Đồng Nai. Mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi cơ. Dạ điểm mạnh của em là em chịu khó và hay giúp đỡ người khác. Nhưng mà điểm yếu của em là rất là dễ tin người nên dễ bị dụ. Dễ bị dụ. Dễ bị dụ. Rồi mời em trai. Dạ ưu điểm của em á thì em sống tự lập. Và có thể là nấu ăn được. Em thích học hỏi. Với lại em biết quan tâm với mọi người xung quanh. Với lại có em có thể hát cũng được ạ. Có khuyết điểm gì không? Dạ có khuyết điểm là tại em cũng cái tật em cũng ít nói chuyện. Với lại em ít cái biểu hiện cái tình cảm ra bên ngoài. Và có một số bạn thì ví dụ với tiếp xúc em lần đầu á thì có vẻ như em rất là lạnh lùng này kia. Em có mấy mối tình rồi? Em thì đã trải qua 2 mối tình chính thức ạ. Mối tình đầu tiên là thời đi học. Và mối tình thứ hai thì là cũng cách đây khoảng 3 năm. Mời đàn gái. Em cũng trải qua 2 mối tình. Mối tình của em là từ lúc em học lớp 9. Em quen xong bạn đó nghỉ học nhưng mà em vẫn học. Bạn đó muốn tiến tới hôn nhân thì em cảm thấy là nó không có đủ tình cảm để đi đến hôn nhân. Còn mối tình thứ hai của em thì bạn nam đó hơi thấp hơn em. Với lại em cảm thấy nó không hợp trong tính cách nữa. Cho nên em không đi đến hôn nhân. Như vậy là trong bao lâu rồi em đã chia tay bạn đó bao lâu? 5-6 năm rồi chị. 5-6 năm rồi. Mà 5-6 năm rồi chưa có một mối tình nào khác nữa. Dạ đúng rồi. Em cảm thấy như ở mức độ bạn bè với là em trong 5-6 năm nào em thấy thích cái cuộc sống tự do hơn. Đó. Rồi, chào em gái. Dạ, em chào anh. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn thứ nhất là nếu như họ nói về ngoại hình thì bạn đó có thể cao hơn em. Chỉ cần bạn đó không có gia trưởng, không có tính toán, không có nói nhiều là được. Nhưng mà em mong muốn bạn trai cao mét bao nhiêu? Dạ em bản thân em cao 1m65 rồi. Bạn đó có thể là cao 67 hoặc trở lên. 67 đổ lên. Dạ, dạ. Cao 1m72 chị Vân ơi. 72. Rồi vậy dạ, rồi 1m72. Bây giờ bạn gái nói như vậy thì em cảm giác là em có khoảng bao nhiêu phần trăm để đáp ứng bên đó? À, nếu như mà những yêu cầu của bạn nữ bên kia thì em có thể là em sẽ được 70-80%. Anh ơi anh có biết nấu ăn không anh? À, có biết em. Chứ em nấu ăn là tại lớp. Không sao, từ từ rồi cũng sẽ nấu tốt thôi. Vậy ví dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em lặt rau, em rửa chén cho. Cũng được em. Chào em. Dạ, chào chị. Rồi vậy thì em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Bạn nữ của em muốn tìm á, biết chia sẻ. Và đặc biệt em cần một điều là cái đạo đức. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Dạ, người để em có thể là thần tượng nhiều nhất á thì đó là chị Mỹ Tâm. Cái tâm làm nghề của chị. Và thứ hai nữa là cái giọng hát của chị rất là hay. Em hát được nổi giống Mỹ Tâm không em? Có biết hát không? Em hát không hay nhưng mà em hát
em hay hát. À vậy hả? Vậy dạ. Chút em hát cho anh nghe thử nghe. Dạ. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với chị gái và cháu của em. Chào em Linh với chào chị Hồng Vân. Dạ nói về Trinh á thì sống rất là tình cảm, rất là có hiếu với ba mẹ. Qua lần đầu thì mình không thể nào nhận xét được, nhưng mà nhìn thấy tính cách em nói chuyện thì cũng hiền. Thế chị thì chị thấy em nói chuyện thì được đó, để coi hai em cho nhau cơ hội và tìm hiểu nhau đi. Rồi cảm ơn chị. Ta đi với ai? Dạ hôm nay em đi với anh hai của em với lại một bạn đồng nghiệp cũ ạ, động viên em đăng ký chương trình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào quý khán giả và gia đình em gái. Em là anh trai, anh cả của Phương Sinh. Sinh thì sống rất là đầm tính, không bao giờ gia trưởng, rất là thương yêu và chăm sóc mọi người. Anh thấy em gái bên này thì cũng rất là xinh, đầm tính. Thì anh cũng hy vọng là hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi xin hết. Rồi cảm ơn anh hai. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Sinh. Chào em. Hôm nay anh tới đây anh có món quà anh tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Nãy em nói em tặng bạn đó bài hát đó. Dạ em hát không có hay, mong mọi người đừng có cười. Dạ. Em bảo anh nếu em là nữ hoàng, anh xin gì thì em sẽ ban cho. Sợ mẹ cha hay chuyện của đôi mình, anh nói dối thư đây của bạn học. Đã lâu rồi cô mới vừa gặp nhau. Anh trai sao? Dạ anh thấy bạn hát cũng hay ạ. Em có tặng bạn không? Tặng dạ, hát dạ tặng có. Bạn không? Anh sẽ là dòng sông, đêm là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, đêm là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, đêm là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Xin cảm ơn. Rồi. Chào em. Em có điều gì muốn hỏi anh không? Tâm sự không? Em hỏi anh là anh có quan điểm như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Anh nghĩ thì nếu như hôn nhân á thì quan trọng nhất á là cái sự chia sẻ, sự tha thứ với nhau. Rồi anh có gia trưởng không? Không. Anh có biết hút thuốc không? Không, anh không hút thuốc. Thỉnh thoảng đi đám tiệc thì cũng có thể là uống được vài lon. Dạ. Mình lấy nhau về vậy rồi có làm dâu không anh? Nếu như mà về với nhà bố mẹ thì mình sẽ ở chung với bố mẹ. Còn ở Biên Hòa thì nếu mà ở đây thì chắc là anh nghĩ là cũng chỉ có hai vợ chồng ở thôi, nếu như mình định hôn nhân. Ví dụ như em thích cái cuộc sống ở trên đây thì sao? Thì anh cũng có xu hướng là anh lập nghiệp trên đây hơn. Hãy tiến đến và đứng gần Trinh và nói cái gì đó. Dạ. Suy nghĩ gì Trinh như thế nào? Anh thì anh có đọc một bài thơ trên mạng. Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Thì anh nghĩ và hôm nay là cái ngày và cả một buổi chiều nữa anh và em tìm được nhau, thì anh nghĩ mình có thể là mình đi nắm tay với nhau, mình tìm hiểu và đi đến tới già luôn. Vậy em cũng có câu em muốn hỏi anh. Ngày mai nắng sớm chiều tà, bây giờ anh có muốn về nhà với em không? Đó là điều đương nhiên, anh cũng rất là muốn về nhà với em. Dạ. Nếu anh không muốn thì anh sẽ không tới đây. Dạ. Rất là hợp nhau đấy. Chúng ta hãy kiểm tra lại một lần nữa xem đây có phải là một người để mình hướng tới. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Bên đây nhé. Cảm ơn. Đấy. Chàng trai này tuy là hiền nhưng mà rất là quyết liệt. Khi mà đếm tới 1, 2 là bấm rất là mạnh luôn. Bấm gần như là dùng hết cái lực mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay Trinh đi nào. Xin phép hôn nụ hôn đầu tiên. Anh xin phép là cho trao bạn nụ hôn ạ. Từ ngay sân khấu luôn đúng không ạ? Anh chưa. Cố gắng lên nha, chăm sóc mối tình này. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện.
dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nắm chặt tay nha, xin nha. Dạ, cảm ơn.